Rồi, con gái bố ngủ ngoan quá nhờ. Chú Đức đi ạ? À, bác đi thể dục về đấy ạ. Sao giờ này rồi vẫn còn chưa đi làm mà ở nhà trông con thế này? Mấy nay con bé nhà em nó ốm quá, vợ em xin nghỉ rồi. Mà em thấy bất, thôi cũng xin nghỉ ở nhà giúp vợ. Anh thấy con nhà chú cũng được 8 tháng rồi, cứ vứt ở nhà cho vợ trông là được. Chú là chú chiều vợ quá. Mấy cái việc con cái cơm nước như thế này là việc của đàn bà. Đàn ông ấy là sao kiếm cho thật nhiều tiền là được. Thế như anh này này, có bao giờ anh phải động chân động tay với mấy cái việc thế này đâu. Chỉ cần cuối tháng về đưa lương cho vợ là được. Thì mỗi người mỗi suy nghĩ mà bác. Bây giờ con thì là con của hai vợ chồng, vợ bận thì chồng giúp, có gì đâu mà nặng nhọc. Bình thường em cũng hay bế với chơi với cháu mà. Chẳng nhẽ trong lúc con ốm đau như này, hai vợ chồng lại đi cãi nhau xem ai đi làm, ai trông cháu. Thôi mình là đàn ông, cứ linh động trước cho thuận vợ thuận chồng bác ạ. Thì thế anh mới bảo là chú chiều vợ. Dạ chiều gì đâu anh. Mấy hôm nay vợ em vất vả lắm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, hết chăm con lại còn bao nhiêu việc nhà cửa nữa. Với lại em thiết nghĩ trẻ con bây giờ được cả bố cả mẹ chăm, lớn lên nó yêu cả bố cả mẹ hơn anh. Thôi anh về đây, chú trông con nhá. Vâng. Bác về nhá. Bác lại nhà ạ.